Kèo top 10 4 lít anh em ơi, trái Quốc Linh nhá. Chưa đánh đã là loa loa chưa anh em? Có tí tiền vào, có tí độ vào người nó căng thẳng lắm. Anh em nhìn thế này, nhìn thể hiện thế này. Đi sang trời Âu này. Ngày nay cũng được ngon, ngày mai đánh vào top 10 thì được quay may mắn. Mà quay chúng là được 50 đô. 50 đô mà ngày mai tính ra là được triệu 2 trận ngày mai anh em ơi. Mà đánh test hôm nay mà Bảo Vũ đánh ngon thì ngày mai đánh Bảo Vũ, không thì ra tẩy nhiếp hồn mới ăn cắp được cái phi đao ngon phết. Đây, có cái phi đao mồi em này, 41 sát thương 72% không tốc đấy. Có delay mà, như vừa nhìn em chuyển máu để biết delay tầm khoảng 2-5 giây anh em ơi. Kệ, có kèo rồi, húp 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 48k cho top 10. Bên dĩ thì vừa giờ được cầm ác thì ngon anh em nhỉ, ủi đồng thật. Hôm nào có bạn ấy giao ác cho mình, bạn ấy bảo là cầm ác hộ bạn đấy. Nhưng mà anh em có ban quản trị không cho cầm. Ủa, sao con này nó cứ bị mất máu ấy nhỉ? Chưa đánh tức là toàn mất 4 bình như này thôi. À chắc mình để bơm máu anh ạ, để bơm máu cao quá. Mình đi ăn sáng mong thủ hỏa hút 200k của mình. Ok anh ăn sáng về đi. Về đây xong là xem em thể hiện. Sang trời Âu kiếm 4 lít chứ nào. Rồi ok, một phút cuối em ơi. Ra gặp Nami máu cao thì chả nhai máu. À đúng rồi, có bừng máu cao quá. Let's go, let's go. Thuốc thì cứ nhai ngoại độc này, ngoại phổ, ngoại băng, phổ phòng hoàn, phi tốc đại lực. Ủi dẫn đẹp thế, 50 này. Chậm đi nha, chậm nha, chậm nha, chậm chậm là chắc, chậm chắc, chậm chắc, chậm chắc, chậm chắc. Mở bát nào anh em ơi. Bộ đội chiến bù điên mọi hôm hoạt động năng nổ lắm, hay đâu mất rồi. Quân mình đâu, thật quân mình đâu, giờ để ra trận hỏi quân mình đâu. Lực tay 5k anh em ơi. Rồi một cháu, một cháu. Hai cháu, ba cháu, rồi ôi ôi. Này có kèo đánh chắc em nhá, kèo đánh chắc. Bám kinh quá. Cũng không di chuyển được này.
Cố gắng top 10 được 4 lít anh em ơi. Ôi ô, chạy 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 chạy. Em chưa thấy anh em ơi. Chạy tay thôi. Ui máu kìa, không bơm được. Ôi chạy em, đừng đánh em, đừng đánh đua top, đánh người ta, đánh người ta, đánh người ta. Trời ơi, bao nhiêu máu của tôi. Toạch, ôi chạy vào đây vẫn toạch. Không sao, không sao, tơn đầu chưa, tất cả chỉ là nháp anh em ạ. Không sao, không sao. Tiền vẫn còn, thời gian còn là tiền vẫn còn anh em ơi. Sợ đánh gì. Nhảy mạng giờ mới lên. Đúng rồi, có chụp. Hoặc quá 116 rồi, hy vọng ăn đi vừa này lên 12 ít. Đúng rồi, nó vụt chạy chạy. Ồ, dính quá, dính quá, dính quá. Không chạy được. Chết rồi. Cái này làm sao vào top 10 em ơi. Cố gắng kiếm tô phở em ơi. Kèo ra rồi. Cảm ơn anh em nhé. Không biết là có lụm được kèo hay không, nhưng mà cảm ơn anh em đã ra cái kèo để cho mình có thêm động lực. Không xông ra thì không ta ép được mạng. Ở đầu sóng ngọn gió thì dễ chết. Lên đi anh em. Hôm qua Tống đánh áp đảo lắm, nhưng mà hôm nay đánh kèo Tống nhìn yếu thế anh em ơi. Úi giời ơi, đánh thủ này chết dân rồi. Yêu ý không được mạng nào luôn. Rồi giờ mới được mạng. Mr. T là ngon đấy. Mr. T là biết sao bạc lời. Hai ông này là hai ông tốt đấy. Cố gắng, cố gắng em. Even này cố gắng lên 12 ít. KS nổi. Ôi, 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 đừng đánh em. Góc đứng chọn cũng hay mà anh. Thế mày hiểu, ngày xưa anh em ở hải ngoại người ta chơi ở những server Việt Nam người ta chế hết mẹ mana rồi anh em ơi. Ủa chạy về rồi, hết mana rồi. 11, 4k, cũng gần top em, gần top 48, 49. Ôi ơi, không hết mana quả vừa rồi thì ngon đấy nhờ.
Đây nhá, biết delay không biết ngay, nhìn mua máu biết ngay. Đây này. Đó là PC rồi. Đây chuyển máu vào này. Đấy, nó chậm. Không sao em ơi, thời gian còn dài, cờ bạc ăn nhau về cuối. 400k. Chuyển xong một dương máu mất tầm 30 giây. Con mình đâu rồi? Con mình đâu rồi? Ôi trời ơi, cái bàn rồng úi đâu có lùa mình kìa. Đúng rồi anh em, cứu hộ giá anh em cứu em. 4.800, ui ơi, kém mấy trăm điểm thôi anh em ơi. Tốt được, tốt được. Bên đông quá, sang bên này đứng. Choáng mà nghe, choáng mà nghe. Đừng chết, đừng chết vào này, đừng chết vào này, đang đánh hay đừng chết. Đừng chết, đừng chết, đừng chết, đừng chết, đừng chết, đừng chết, cho tôi chạy nào. Nhất quyết phải hỏng mấy anh kia bạn. Chạy tay khổ quá. Nhìn tuyển vào top 10 anh em ơi. Sa mạc lời giết sa mạc, giết sa mạc. Đúng rồi. Giết sa mạc nhiều điểm lắm anh em ơi. Xe thổ. Đứng lên trên thì chết sớm rồi. Nhanh bơm máu, bơm máu. Hết máu rồi. Hết máu rồi, phí quá. Nhân tương kẹp quá. 7.300, 8.200. 1k, 1k, 1k nữa lên top rồi. Ui ơi, chuyển máu nhanh quân phán. Bố ơi. Thank you.
Tindermore, thiên địa, tiểu tiên tử, nắng cực, vòng xoáy, sa mạc lời, thiên địa 4, thiên địa 3, hoàng giết và tu mắc đam em ơi. Mình như đang mất sân em ơi. Cầm một quân bình chạy ngược lại này là không ổn rồi. Lùi em ơi, lùi chứ đỡ tốn máu. Ôi, chưa gì mất đống máu này rồi. Đây là bơm máu 50% thôi, 60% bơm hao quá. Cách 2k rồi anh em. Đâu em để máu 50 đấy. Để 20 delay ở bên hải ngoại này thì cũng mà bằng đóng hòn. Ui giời ơi, không chạy nổi luôn. Quá muốn chạy lắm rồi đấy. Phải có cái 12x là thoát ra nó dễ, quá chạy tay dính không làm gì được. Nhất quyết phải ăn mắc Event nha mày, mắc Event để lên 12x. Đi nhầm. Ui bố điên kinh chưa. Ui thiên nhẫn đầu lắm thế nhở. Nhà nuôi thiên nhẫn à. Ôi vừa này ngon. Cảm ơn anh Rin nhá, 6 tỷ thay em lên 10 hết rồi. Quá ngon. Đợt mãi 9k3 10k. Kèo vào top 10 được 4 lít anh em ơi. Cố lên. Có đủ tầm đánh. Có đánh cảm tử ấy mà, không núp lát nữa. Một chín hai k nữa cho anh em mình. Chạy top 1 Tinder này, top 2 thiên địa nô 1, top 3 nắng cực, top 4 Ezer, top 4 Tu Mắc Đam, kiểu tiên tử sa mạc lời, vòng xoáy ngài vào thiên địa. Trời ơi, con lại thần delay, con lại thần cáp quang cho con mua máu nhanh nhanh một chút nào. Sáu tỷ lên được 12x kìa bạn. Thì phải đi gom bí kíp đã. Ôi, vừa ra xong.
Ôi kìa. Sao con này lại chết được nhỉ? Em để bơm máu 50% rồi đấy. 5% bơm 5 bình. Ôi máu kìa. Hỏng rồi. Hỏng rồi, hỏng rồi. Còn ra thôi gì nữa. Cu chỉ ngược, cu chỉ ngược. Toàn ăn ngami bút thế này thì bao giờ mới lên được top anh em. Đúng rồi, bên đánh sướng lắm, không chặn cổng, đánh hai bên công từ đầu đến cuối luôn. Hải ngoại được cái nhất, kể cả Tống Kim mới đánh ở trong công thành. Có một cái bản sắc thì rất sướng mà mình mong sao nó lan tỏa về Việt Nam anh em ạ. Em có nhìn cái thế trận mà công thành 4 bang không liên minh. Mãn nhãn luôn. Đó đuổi mày. Không 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 kẹp lag được. Mình kẹp lag vào là họ đã lôi ra ngay. 12k 10k tính ra cũng hơn 2k điểm, đuổi thì Nguyên Lý vẫn đuổi được top 10 đấy. Còn 22 phút nữa anh em nhé. Gỡ được, gỡ được. Cố lên, em tin là được. Mồm thì hay, tay thì chậm. Cố gắng để luyện cho cái tay nó nhanh cái mồm nữa là được. Ừ, câu này hay nhở. Mồm thì hay, tay thì chậm. Chạy. Không ổn rồi. Mười hai mười. Thế tính là 3.000 đấy. 12.900, 3.000 đấy. 12 anh em nhân nghĩ là lên chơi côn lôn, lên chơi đường môn nhở. Con con côn lôn 115 rồi. Không được cái mạng nào trong đống vừa rồi. Ôi máu tụt, trời ơi, sao đứng có thể đứng dơ mặt người ta đánh như vậy nhỉ? Quá ngu. Đừng từ từ, đang chỉnh nút, đang chỉnh nút, bình tĩnh, anh em vội thế. Vào đấy. Mãi được phát là kẹp lát thì người ta không vào. Quyền chỉ cắn lát. Còn sau đấy. Lâu lắm nhưng được cái đội mà họ hiến mạng thế này không giết được ai. Trời, không được một mạng nào luôn. Yeah.
góc phải chết rồi, góc phải chết rồi, góc phải bị chết rồi, có thể bị nó dính đam rồi. Thiếu tình rồi, mãi mới tìm được con hệ thổ mà không giết được nó kìa. Khó rồi. Ui ơi, kém 5k nữa thì tan tành giấc mộng 400k rồi anh em ơi. Cứu em. Ô, Tống đi đâu hết bây giờ, cũng có 98 người kìa. À, Kim đi đâu hết, cũng có 97 người kìa. Đừng đánh em, mình đừng đánh em. Chỉ 17k, 12k. Thật là vô nghĩa quá đi à. Ủa em đâu hết rồi? Tranh thủ chứ đánh một bình máu em ơi. Con đang xuống kia đây. Sa mạc đi, giết thằng sa mạc em, sa mạc nhiều điểm lắm. Sa mạc đang top 3 này. Úi, cú lùn choáng kinh quá. Sử đúng này trước, bên này trước, đúng này trước. Biết cái bạn, mua đang rồi hai cái mạng ngay trước mặt mà không tìm được. Hai con hệ thổ. Mất hy vọng được 400k của tôi rồi, trời ơi. Yeah.
Ê, anh em rủ em đây đánh xong anh em chạy trước ấy, vậy hay lại làm thế anh em. Mai anh em ra kèo số mạng đi, nếu kèo top sao đồn nếp ăn được. Các em ấy, thế cũng vui rồi. Nay không được thì mai sẽ được em. Mai sẽ vào top 10, mai đi côn lôn nhá. Đây đường môn khả năng là không đuổi được, mai đi côn lôn anh em ơi. Biết đâu này một ngày đẹp trời chúng ta lại vào top thì ra anh em. Nhờ, sợ gì mà lại không sợ. Chơi tất, cứ có kèo là chơi anh em. Thắng thua thì nó được cái mục đích phấn đấu. Ôi, từ em chạy đã. Rồi đấy, mất đống máu vào trong cái tên vừa rồi. Chạy nó ra ngoài hết rồi. Dính dính chuỗi em. Yêu ui được 39 PK, quá nhục. Chết 15 mạng rồi. Mười chín nghìn, 13 nghìn. Mai vô top 10 à, đúng rồi, ngày mai vào top 10 là bốc thăm may mắn 3 người em nhé. Mỗi người được 50 đô nữa. Ngon đấy, ngày mai tính ra tổng kèo là 1,6 triệu đấy anh nhé. Nhờ. Em ra đi, em ra đi cho em kiếm tính mạng nào. Em đắp trong này, ủi khôn thế, kẹp rào này ai người ta vào. Không sao anh em ạ. Tôi giống như luyện tập đấy, ngày nay chưa được, ngày mai được, ngày mai chưa được, ngày kia được. Rồi một ngày chúng ta sẽ được. Không có mạng nào nhảy nhỉ. Ngoi lên để mất cái góc lát của mình. Không ngoi lên thì không KS được. Đầu sóng ngọn gió này mà không KS được thì phải đánh côn lôn thật anh em ạ. Ngoài đánh côn lôn nhá. À con đại thổ, hát đại thổ. Ý giời ơi. Không có gì miếng ăn đến mồm mà không ăn được anh em. Cho người ta đi trước thì mình đi sau cũng được. Yêu ơi, tầm khoảng 5 phút giờ chưa nhảy được cái mạng nào em ạ. Ào tốt quá. Server hải ngoại anh Tuấn ơi, buổi sáng này em like hải ngoại. Gọi là server bên Mỹ đấy. Máy chủ đặt tại Texas nhá. Anh em gamer bên đây cũng toàn hải ngoại thôi. Server hải ngoại này đông nhất rồi. Đông nhất ở trong làng hải ngoại rồi. Bên trái vị trí bên này được chơi mà. Bên Việt Nam được chơi, bên được chơi. Đang kèo 400k vào top 10 anh em. Rồi một cách top là 9k thôi, đóng hòm đắp mộ của kình rồi chứ cần. Xoáy không được anh em nào, sợ thật. Biết cái băng, tôi xoáy từ đầu nhá, có ông này tôi nhận nhá, ông này tôi nhận rồi nhá. Không chết này. Rồi đấy. Tôi xoáy từ đầu là của tôi nha anh em. Đánh mặc định luôn em ơi, đường môn chơi mặc định như côn lôn luôn này. Ôi, server Việt anh Tuấn đi tối xem live. Anh hỏi đám anh em xem bên trên kìa, 1900 đánh tống kim, 1900 ác đánh tống kim, sợ chưa? Tối hôm qua đấy, 73 nhật quả. Em có ăn phí tốc rồi. Ủa, lại tụt phí tốc rồi em ơi.
chết rồi, còn này chết rồi, sợ lắm. Con máu về cũng chẳng chạy được, chạy ra con bùa điên thiên nhẫn nó thịt. Top 1 Ezreal 4 này. Top 2 Tinder, top 3 Sa Mạc, top 4 Mị Nguyệt, top 5 Ngài, top 6 Thiên Địa Đâu 1, top 7 Nắng Cực, top 8 Vòng Xoáy Tình Yêu, top 9 Sư Muội và top 10 Quỳnh Vũ BVD anh em nhé. Tối tối xem ở bên Hồ Điệp Cốc. Tống Kim 1900 ác. Nghe như ảo nhỉ. Tống Kim buổi tối ở bên Việt Nam là 9 giờ tối anh ơi. Nhặt quả từ 8 giờ, anh cứ đến từ 8 giờ xem live 9 giờ. Điều làm chó luôn. Hôm nay cả có vắng thì chắc phải rơi vào tầm 1500. Nó qua 1900 mà. Anh nghĩ hôm nay đang muốn phá kỷ lục 2000 ấy chứ còn. Tống Kim qua ngoài 1700 mà là 1900. 1700 là tối hôm xưa rồi. Hôm xưa đã 1800 rồi, hôm qua là 1900 á. Hôm qua Tống Kim sơ cấp là 1124 ác, còn Tống Kim trung cấp là 800 ác. Tổng hai map là 1900 ác. Đồng vãi đại luôn. Hồ Điệp Cốc của Zip Việt Nam anh em ơi. Có anh An điếu cày. Bên đó em live 4 năm rồi, còn bên hải ngoại em live 2 năm đấy. Hải ngoại đây là server thứ 2 đấy. Chứ không server nữa là server gì nhỉ? Hiệp khách. Giờ server này tên là Xưng Đế. Server được 6 tháng rồi. Hồ Điệp Cốc mở được 10 ngày rồi. Mở ngày 20 tháng 7 server mới. Đồng vãi đã luôn. 1700 ác em tính là nó nhiều như thế nào. Đây đây Tông Kim đây là có 274 ác thôi. Kia một bên 800 ác và 1100. À tí anh vào trong cái kênh của em này, em mới up cái sáng cái video sáng nay đây. 1900 ác. Ui cả một cái đám đông này mà không KS ông nào luôn này. Loanh quanh chỉ ăn được mấy ông hệ thổ. Tao không nói mấy hệ thổ thôi, không ăn thua. Mai đi tẩy lại điểm mắc Côn Lôn. Mai đánh Côn Lôn này, mai đua top mà vào top 10 kiếm 50 đô của anh Vin. Hồng nó mắt rồi. Làm chậm nhiều thế. Em mang vũ khí sát thương điểm thôi. 41 sát thương chỉ 8%. Đường môn trong này thì cầm khẩu 20-30 cũng như vậy thôi mà. Đều vượt qua 201 chứ không vượt qua 261. Mày không kẹp lát, tôi cũng kẹp lát, tôi cũng kẹp lát. Không kịp. Mà kẹp trước. Trong top này có ác của tin đường môn này, ngài đường môn này, vòng xoáy tình yêu đường môn này, ba anh em đường môn, dâm sư muội này là ác Thúy Yên, thiên địa võ đam, Ezreal võ đam, Nguyệt võ đam. Võ đam bây giờ không chơi được, ngày xưa chơi võ đam được, bây giờ lâu lắm không chơi võ đam. Quên 5 phút. Ôi chuyển đồng quá xuống dưới rồi. Chạy đi, chạy. Dưa cái mặt ra rồi đánh này. Kênh TikTok bị mấy bạn hàng xóm đấm vô vỡ kênh rồi em ơi. Rồi chỉ like Facebook với YouTube thôi. 3 phút cuối, 16.000 điểm. Đủ điểm để mai còn đánh. Đi vào anh em ơi, đi vào anh em ơi.
Trước ngu quá, mua phi tốc lệnh bài nhiều quá, hết sạch điểm. Giờ có bao nhiêu mua vào mấy cái thuốc lát ngoại công toàn thiếu. Rồi họ kẹp nào trước rồi em ơi. Té. Ui giời, ui con em đánh nhầm này chết em rồi. Mua móc anh ra, mua móc cái. Hết giờ một phút nữa thôi. Rồi mất 400.000 rồi em, mất 400.000 rồi. Rồi kém vốp 12k điểm mơ mộng gì nữa anh em. Toạch. Thôi ngày mai làm lại em nhá, ngày mai làm lại. Ngày mai hút kèo 50 đô của admin và sang trận. Ô. Từ đợi bóng của em chụp cái top đó. Chạy vẽ ra ngoài nữa. Chạy ngoài mất 4 cái tốt rồi anh em ơi. Thế là khuyên tốt anh em ơi. À đây rồi em ơi, may quá, có admin chủ cho cái top rồi. Bây giờ tiến hành bốc thăm em nhé. Chọn ra 5 anh em để trúng thưởng. Ngày mai thì sẽ có một phần thưởng thêm của anh Rin Trần. Đó là mỗi anh em nằm ở trong top 10 thì sẽ có cơ hội tham gia vòng quay may mắn. Và mỗi người sẽ nhận về phần thưởng đó là 50 đô cho 30 người may mắn nhất em nhé. Cái phần thưởng tống kim hàng ngày thì nó vẫn giữ như bình thường. Nhưng cái là thưởng bonus thêm đấy. Tháng này sinh nhật của admin mà. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bỏ số 1 đi. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi chúc mừng cho top 2 anh em nhé. Vòng 2. Tiếp này. Quay nhanh còn đi ra xem đánh boss em ơi.
Top 6. Top 7. Top 5. Và người cuối cùng. Top 10 rồi. Đấy nha em nhá. Đây phần thử của chúng ta gồm một top 2, top 6, top 7, top 5 và top 10. Còn bây giờ thì xin mời anh em chúng ta sẽ quay trở lại với map đấu boss. Quyền bố nó mất cái ra bị vào map boss này trước rồi, rồi mình mới đi quay số mới đúng. Nhầm, nhanh quá, Givenchy đã ăn xong boss rồi kìa. Trời ơi, lại muộn mất rồi. Ok anh em, em nhớ nhá, tối mai sẽ có phần thưởng bonus thêm của admin Rin Trần của chúng ta, đó là 50 đô cho những em ở trong top 10 và quay ngẫu nhiên chúng ra 3 người. Xong boss rồi ơi, xong boss rồi. Ok em xuống like đây. Hẹn anh em vào livestream cùng ngày mai. Hôm nay cảm ơn hai anh em đã ra kèo cho mình để đánh trận tống kim nhé. Không sao, không sao. Hụt kèo nhưng mà vẫn vui em ạ. Bye bye.